Tiếp tục chương trình làm việc tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ hai về lĩnh vực công thương, sáng nay 5 tháng 6, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã tham gia giải trình báo cáo trước Quốc hội về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân khi tham gia thương mại điện tử. Bảo đảm an toàn cho hệ thống lưu trữ. Trước nghị trường Quốc hội, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng cách tốt nhất để giải quyết các vấn đề của công nghệ là dùng công nghệ, phải coi công nghệ số như lực lượng quản lý cơ bản trên không gian mạng. Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, thương mại điện tử thời gian qua phát triển nhanh, dữ liệu cá nhân được thu thập, lưu trữ và xử lý ngày càng lớn. Đi kèm với đó là nguy cơ lộ lọt thông tin, dữ liệu cá nhân, ảnh hưởng đến thương mại điện tử và các lĩnh vực khác. Do đó, người đứng đầu Bộ Thông tin Truyền thông nhấn mạnh phải bảo vệ dữ liệu cá nhân như tài sản quan trọng nhất của bản thân. Bộ Thông tin Truyền thông đã triển khai nhiều giải pháp về bảo vệ người dân trên không gian mạng nói chung cũng như là thương mại điện tử. Đã triển khai hệ sinh thái tín nhiệm mạng, đánh giá, xác nhận website đảm bảo an toàn thông tin mạng, thông tin cá nhân và gán nhãn tín nhiệm cho trên 5.000 website chính thống, đồng thời là công bố các website lừa đảo. Đã phát triển thành công và đưa vào sử dụng các công cụ hỗ trợ người dân như là kiểm tra xem máy tính của mình, điện thoại di động của mình có bị nhiễm mã độc không, kiểm tra xem thông tin cá nhân của mình có bị lộ lọt hay không, kiểm tra xem một website có phải lừa đảo hay không trên cổng không gian mạng.vn. Báo cáo trước thềm Quốc hội, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết thương mại điện tử là một xu thế tất yếu và sẽ thay thế dần các chợ, các cửa hàng thương mại truyền thống. Về mặt pháp luật, Ủy ban Liên Hợp Quốc về luật thương mại quốc tế đã có luật mẫu. Việt Nam có thể chậm so với một số nước nhưng đã quan tâm khá toàn diện, có luật về bảo vệ người tiêu dùng, luật về giao dịch điện tử và các nghị định có liên quan để tập trung cho vấn đề này. Việc mà để triển khai tiếp tục thể chế hóa và cụ thể hóa các luật là một cái nhiệm vụ cấp bách hiện nay liên quan đến vấn đề đảm bảo an ninh, an toàn, đảm bảo về bí mật dữ liệu cá nhân và cũng như là phòng chống các vấn đề hàng lậu, hàng giả, lừa đảo trên mạng. Phó Thủ tướng đề nghị cần đưa ra những tiêu chí, điều kiện cụ thể liên quan đến an ninh mạng, dữ liệu giao dịch, hợp đồng và định danh, chữ ký điện tử, tính pháp lý của các tài liệu điện tử và hoàn toàn có thể thông qua trí tuệ nhân tạo để quản lý tất cả các hoạt động trên môi trường số. Kết thúc nội dung chất vấn về lĩnh vực công thương, Quốc hội tiếp tục chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ ba thuộc lĩnh vực kiểm toán. Nhiều đại biểu chất vấn Tổng Kiểm toán Nhà nước về tình trạng chồng chéo giữa thanh tra và kiểm toán. Trên thực tế hiện nay cho thấy tình trạng chồng chéo về đối tượng hoặc nội dung giữa kiểm toán nhà nước và thanh tra chính phủ, thanh tra chuyên ngành, thanh tra địa phương còn diễn ra. Xin Tổng Kiểm toán cho biết các giải pháp để khắc phục chồng chéo giữa thanh tra và kiểm toán trong thời gian tới như thế nào? Luật sửa đổi luật kiểm toán nhà nước năm 2019 thì Quốc hội đã bổ sung một điều 64A quy định về cái nguyên tắc xử lý chồng chéo giữa thanh tra và kiểm toán để hạn chế chồng chéo trong lĩnh vực thanh tra kiểm toán. Thứ nhất là trong khâu lập kế hoạch. Cái nhóm thứ hai là việc xử lý khi mà chồng lấn giữa trong việc hoạt động thanh tra với kiểm toán, các đầu mối kiểm toán chi tiết thì chúng tôi đưa ra nguyên tắc đơn vị nào đã triển khai thì đơn vị tiếp tục làm và cung cấp hồ sơ tài liệu cho đơn vị đến sau để làm sao mà không giảm cái chất lượng thanh tra kiểm toán. Cái thứ ba là phối hợp trong việc chia sẻ dữ liệu, tận dụng cái kết quả, cái dữ liệu của hai bên làm sao mà giảm cái thời gian, giảm cái công sức trong quá trình thanh tra kiểm toán, nâng cái chất lượng. Cái thứ tư đấy là việc phối hợp trong việc đôn đốc thực hiện kết luận kiến nghị của kiểm toán và kết luận của thanh tra. Cái thứ năm đấy chính là việc phối hợp trong việc đào tạo, nâng cao nghiệp vụ, trình độ, năng lực và đạo đức công vụ. Các vấn đề liên quan đến giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm toán cũng được các đại biểu đặt câu hỏi. Qua báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2023 của Kiểm toán Nhà nước cho thấy tỷ lệ thực hiện kiến nghị xử lý tài chính năm 2022 về niên độ ngân sách nhà nước năm 2021 của Kiểm toán Nhà nước đạt trên 90%. Tuy nhiên vẫn còn khoảng 10% là chưa đạt. Để rút ra bài học kinh nghiệm trong thời gian tới, đề nghị Tổng Kiểm toán cho biết Kiểm toán Nhà nước đã thực hiện các giải pháp, biện pháp gì để đạt được kết quả nêu trên. Sau khi Quốc hội thực hiện giám sát việc thực hiện pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, ban hành nghị quyết 74 và Thủ tướng Chính phủ ban hành cái chỉ thị số 22
Và đặc biệt là sau tháng 9 năm 2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Ủy ban Tài chính Ngân sách thực hiện một phiên điều trần giải trình về thực hiện kết luận kiến nghị của ngân sách, kiến nghị của kiểm toán, thì cái tỷ lệ thực hiện kết luận kiến nghị kiểm toán đã được nâng cao. Trong phiên chất vấn buổi chiều, Quốc hội tiếp tục chất vấn nhóm vấn đề thứ 3 thuộc lĩnh vực kiểm toán. Tiếp đó, Quốc hội tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ 4 thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.